Nó không biết là đúng rồi còn gì nữa à? Không, ra chữ homepage. Bắt được ra chữ homepage. Đây này. Mày return cái chữ homepage đây này. Bảo sao mà trả ra homepage. Mày trỏ nó về home controller hàng gì đấy đi. Nạn nhân tiếp theo. Xách lên này. Xách lên này. Hả? Có sai có đúng cái tao biết đấy. Em có từng in đây sẽ cắt không nào? Ôi trời ơi. Em có sai em đều sẽ cắt. Không đi trên phần của một cái mã tàu này. Trên phần để kiểu của em thì nó có kiểu mã tàu. Check. Đúng mật khẩu chứ? Nhưng mà em có phải sai rồi. Em có lỗi này em có vào hay không? Không giả. Được chưa? Tiếp nha. Cái đoạn lằng ngoằng lúc nãy tôi thêm vào được chẳng qua là do tôi muốn hiển thị cái này tí nữa tôi thêm một cái thẻ A chẳng hạn để tôi lấy link nó sang cái file logout. Sang đường dẫn logout. Nên như này nếu mà viết vào cái đoạn string này vào thì nó dài và nó lằng nhằng hơn nữa. Thế cho nên là tôi đang muốn ví dụ đây if nhá. Tôi đóng vào này, đóng PP vào này. Đúng không? Xong rồi đây tôi lại mở PP ra. Đấy, thì cái đoạn L nó vẫn được giữ nguyên đúng không? Ở đây tôi bỏ cái này đi. Tôi để đây là thẻ H3 chẳng hạn. Hello gì gì đấy. Hello này. Xong rồi vứt vào trong đấy là cái session odd name. Đây như này thì nó dễ hơn. Đấy. Xong ở dưới này nó là cái thẻ A. Thẻ A href bằng log out. Đây log out. Đây thì tôi sẽ hiển thị nó ra như này. Đúng không? Hello admin này log out này, bấm log out ra log out. Còn nếu mà không phải là admin thì tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Nhưng mà sẽ mời bạn login thì bấm vào cái đời mời bạn login thì sẽ chuyển sang cái trang login luôn. Đây. Thì tôi để đây là một thẻ A này. Address bằng login. Đây là mời bạn đăng nhập chẳng hạn. Ví dụ thế. Chế bừa đi. Đấy các bạn sửa đi. Dùng cái PHP thuần để làm view thì nó hơi ngu. Không phải là hơi ngu mà ngu thật. Sau này các bạn sẽ có cái blade view thì nhìn nó dễ nhìn nó rất là nhiều. Muốn hiển thị cái gì hay cảm xúc bằng nhọn các bạn sẵn.
Thì nhá, bây giờ chúng ta tiến hành là lốc ao ra. Được chưa? Bằng chưa? Lại quay trở về. Xong chưa? Giờ lock out nhá. Lock in thì dễ rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta lock out tiếp này. Làm lock out giờ làm nào? Rồi là đọc đi. Giờ làm gì nữa? Hủy là hủy như nào? Đọc đi. Giờ sửa file nào? Làm gì tiếp? Ok. Đọc rất tử tế nhưng mà kiểu nghe rất là chuyên nghiệp nhưng mà cuối cùng không làm được. Nào. Đây, bấm vào logout nhá. Bấm vào thì nó sang logout, sửa logout thì nó sẽ báo là cái route logout does not exist. Tức là cái đường dẫn logout này chúng ta chưa định nghĩa ra. Được chưa? Thì cái việc định nghĩa route thì nó nằm trong route thôi. Đấy, nó custom route định nghĩa ra một cái. $router cho đến any là đường dẫn là logout, thì chúng ta có thể xử lý ngay lập tức cái function trong này. Function này cũng được luôn. Sau đó chúng ta sẽ xử lý là unset, unset của cái $ gạch dưới session auth session. Có vậy là sao? Và header, header location 2 chấm về index chấm pp. Đai luôn cho chắc củ đỡ phải chạy nữa. Mày lại tội lỗi gì? Kệ mày. Không, bây giờ em lấy sai path này nó vất vả. Nó đúng email. Em để cái cho check path mới lại đúng được. Sai. Sao sai? Câu lệnh này là gì? Đầu tiên là nếu mà có user ở trong cơ sở dữ liệu này. Vâng. Sau đó là user này có path này. Tức là chỉ cần cái thằng user đấy trong cái bản ghi đây trong cơ sở dữ liệu có giá trị ở trong cái trường password là sao? Chứ nó có compare gì ở trong cái ở ngoài đâu. Thế nào thật là compare? Không nói. Thôi là gì nào? Thôi là gì nào? Thế em nào? Không biết. Làm nào làm? Tại vì lúc nào ta có 7 ngày em không để
pass ảo. Cái pass kiểu mau hết à? Có pe so sánh bằng. Nếu làm này thì so sánh bằng. Cái tạo một cái biến ngoài. Biến nào? Mày lấy được password từ form rồi cái đấy. So sánh hai cái nó bằng nhau là xong, có gì đâu. Pass bằng cái password rồi. Quê bạn. Bạn có chịu suy động não gì đâu, cái đấy nó là cực kỳ basic. Được chưa? Test nha. Reload này. Thế mời bạn đăng nhập chưa? Đây, bấm vào đăng nhập lại này. Ví dụ tôi đăng nhập bằng thằng member nhá. Member@gmail.com này. Member bạn 123 123456 này. Login này. Nhớ. Tôi vào thằng Safari. Tôi login bằng cái gì vậy được. Này vừa phải thôi. Login bằng thằng mod. Ô chết cha là. Mod 123456. Login. Được chưa? Đấy, một thằng member, một thằng mod này. Logout. Logout. Thế thì làm đi xem có được không? Có phần nào? Đây ạ. À. Lại cô. Nhìn thấy không? Nhìn thấy cái gì không? Nhìn thấy cái gì không? Không biết gì đâu mà. Cái này cái đường dẫn là L cho biết hoàn. Thấy không? Đây là viết thường rồi. Lúc nào cũng viết thường. Xong lại bắt đầu sửa trong round đấy. Nhìn mặt thế đần đần thế sửa trong round ngay bây giờ này. Xong chưa? Đến thằng này xong chưa? Có đứa nào không lúc nào được không? Hả? À, mang đây đây. Ra được chưa? Gãi đầu gãi tai rồi. Sai gì? Sai chỗ nào? Cái báo lỗi gì? Đọc rồi ạ. Hả? Cái gì? Chị em đúng là một loài động vật khó hiểu. Không ai hiểu. Chàng cay. Cái gì? Đấy. Dư hoặc là Cái gì?
mày làm gì đấy, thế xong mày đóng ở đây rồi, mày đóng ở đây nữa. Như nào? Thừa chứ gì nữa à? Chả tắt. Mày sai lỗi này bao lần nữa Khánh? Sai lần này là đâu? Phải không? Nhưng cái lỗi tương tự của ông sai cũng mấy lần rồi. Không, tại cái bé tên. Giờ lại đổ lại ngôn ngữ. Với cái điều kiện A chấm. Đó sẽ là xét tâm này. Tức là không đăng nhập vào được. Đăng nhập được nhưng mà sao? Nhưng mà đăng nhập nó ra cái eo, ra cái eo luôn. Có của tao không? Có tất là xin chữ có tất. Có tất. Tất cũng có. Tất nhưng mà ra thế rồi. Chỉ có do ăn ở thôi. Rồi, sống bệnh quá. Đây à? Đó là gì? Được chưa? Vậy chúng ta điều kiện là không biết bạn sao này. Đúng mà. Nó không. Nó không hiểu cái này. Ôi dài rồi, ông Giang ơi, ông Giang. Ok. Khánh dài. Còn ai nữa? Có chết rồi, happy. Chờ được mình nhé. Dập đầu đi. Bật này nhé. Cắm gì đấy tôi kìa. Cắm qua gầm bàn đấy, sao xa thế. Rút một thằng này. Dây tôi ngắn phải ưu tiên cho tôi chứ. Làm sao? Chạy đi xem nào. Không còn nữa. Là sao? Nhìn tôi. Rút ra. Rút ra tặng kia. Đi ra. Đây phải coi là qua rồi chứ là chị em không có ông đi như thế. Đèo rồi. Sau thì nó dừng cái việc quay lại nhỉ, hay là mình đã quên quay. Cái gì còn kia rủ nhau đi đâu? Đi thực tập à?